Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là Lê Thanh Duy, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Thì hiện tại Duy đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và phụ trách khu vực Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, Duy có ghé lại thăm farm của chú Tùng, ngụ ở Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Và tôm chú Tùng hôm nay thì đã được 25 ngày và tình hình phát triển rất là tốt. Và hiện tại thì chú Tùng xài là khoảng 70-80% là thuốc là của công ty OBS với các sản phẩm chủ lực như là hơ cua, Bacillus number, Hyperhop. Và sau đây Duy xin mời anh chị xem tình trạng phát triển của tôm, coi gan ruộng nó như thế nào, coi tôm nó có tốt hay không. Ở đây nha anh chị, chúng ta đi xem tôm. Thì hiện tại thì chú đang tắt oxy để chạy quạt để thay nước để gom sạch những cái lợn cặn trong em. Như anh chị thấy thì màu nước rất là tốt. Thì ở đây chú xài những cái dòng men như là Acelobac và Epicin BBT nên cái màu nước nó sạch rất là đẹp. Đây anh chị, tôm 25 ngày rất là sung, gan ruột rất là đẹp. Như anh chị thấy gan rất là đều hòa, đường ruột thì thẳng. Chị thấy tôm rất là sung, tôm rất là bóng nha anh chị. Và vào cái vụ nghịch này, ngoài việc mà anh chị ổn định gan ruột thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái vitamin C và beta glucan C để giúp tôm chúng ta tăng sức đề kháng cũng như là nâng cao khả năng miễn dịch. Vì mùa này cũng là mùa nghịch nên là rất là khó nuôi, nên tôm chúng ta cần phải bổ sung để tăng cường cái hệ miễn dịch cao lên. Và ngoài ra anh chị cũng phải thường xuyên kiểm tra cái môi trường trong ao mình, pH, độ kèm để coi ao chúng ta nó có biến động gì hay không để chúng ta kịp thời sửa chữa. Vì cái vụ này rất là khó nuôi nên anh chị cần lưu ý những cái điểm trên dùm Duy. Và nếu như anh chị có thắc mắc thì có thể liên hệ với Duy qua số điện thoại 0368 595 521. Duy rất hân hạnh được hỗ trợ và phục vụ cho anh chị. Và cuối video ngày hôm nay thì Duy xin kính chúc anh chị có một sức khỏe thật là tuyệt vời, cũng như là những mùa vụ nuôi tôm thật là thành công, được mùa được giá. Và hẹn gặp lại anh chị trong các video clip tiếp theo.